Hôm nay chúng ta tóm tắt phim về một cậu bé bán bật lửa. Cậu trông rách vờ lờ với cái bánh mì trên mồm. Cậu đang quá rét và buồn ngủ nên cậu cầm bật lửa lên và bật một phát cho nó ấm. Bỗng có người đưa cho cậu cái gì đó để ăn cho đỡ rét. Rồi cậu lại bật cái bật lửa thứ hai trong khi cậu có thể bật cái cũ mà phí vạm thế cái thằng kia. Có người đưa cho cậu cái gì đó để cho đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với show của Trùng Cuối và Trùng Figure. Vâng, mùa lạnh đến rồi và Trùng Figure đã có bộ sưu tập sweater và hoodie mới. Tôi đang mặc đây. Là chiếc áo Totoro. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300, cũng không quá rẻ nhưng mà nhìn này 300 là rẻ mà. Với một mức giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài suốt cả tháng 12 nên là còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái Figure. Để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Ken kia bị đút kem mồm. Bạn từng xem bộ phim Người Bất Tử của Việt Nam và thấy bài hát Đi Qua Thung Lũng thật là tuyệt. Bạn từng được học về tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam và thấy những thánh nhân ấy thật là ngầu. Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần để thấy nhiều người bất tử hơn trong Chủng Tộc Bất Tử Eternal. Phim này không hề tệ như nhiều người nghĩ, chỉ là bạn quá đen khi không được tận hưởng nó ngoài rạp mà thôi. Vậy nên hãy ngồi thật ngoan, cầm bát cơm thật chắc để cùng các Eternal đi qua toàn bộ lịch sử của loài người. Tui lè lè lè. Và đây là recap sàm Chủng Tộc Bất Ổn. Mở đầu phim là một đoạn giải thích sơ qua về nguồn gốc của các Eternal, đại loại là từ thuở sơ khai, trước cả khi có sự xuất hiện của 6 điểm kỳ dị và bình minh của tạo hóa, thì các Celestial đã có mặt. Celestial tối cao Arishem bắt đầu tạo nên mặt trời và đem ánh sáng tới vũ trụ, sự sống bắt đầu và phát triển cực thịnh, mọi thứ cứ phải gọi là healthy và cực kỳ ba lần, cho tới khi một giống loài săn mồi phi tự nhiên xuất hiện, kiếm ăn từ văn minh loài người, tên là Deviant. Điều này khiến vũ trụ chìm trong hỗn loạn. Để hồi phục trật tự vốn có, Arishem đã gửi những người hùng bất tử aka Eternal từ hành tinh Olympus đến trái đất nhằm trừ khử lũ Deviant. Những Eternal này từng có một niềm tin kiên định vào Arishem cho đến khi một nhiệm vụ được dẫn dắt bởi Eternal tối cao Ajax đã thay đổi mọi thứ. 5.000 năm trước công nguyên, phi thuyền của các Eternal bắt đầu tới trái đất. Anh tên gì? Rob Stark. Còn cô? Em là con nhà siêu giàu châu Á. Đây là hai trong số 10 Eternal được cử tới trái đất, nơi mà loài Deviant đang hoành hành dữ dội. Đoạn này về cơ bản là để giới thiệu sơ qua về các Eternal và sức mạnh của họ. Người phụ nữ này là Ajax, thủ lĩnh của cả đội. Skill đặc biệt: dầu gội đầu đô, phục hồi hư tổn từ sâu bên trong. Đây là Rob Stark với biệt danh Icarus, nội tại mất đầu. Skill đặc biệt: đôi mắt Pleiku rực cháy. Makari, cụ tổ của tốc biến và bạc nhanh. Skill đặc biệt: im lặng như là eo cây, gang sai hip hop các thứ. Kingo, skill đặc biệt: cả Mehameha. Saitama Gilgamesh, skill đặc biệt: một đấm bình thiên hạ. Angelina Jolie, nhưng trong phim này tên là Tina, nội tại: xinh đẹp. Hết. Skill đặc biệt: tạo ra vũ khí từ năng lượng xung quanh. Sprite, nước giải khát. Nội tại: loli không bao giờ lớn. Skill đặc biệt: phân thân chi thuật, một quật 500. Fastos, nhà phát minh mới đã đến. Druid, skill đặc biệt: thôi miên và điều khiển suy nghĩ. Và cuối cùng là Cersei, xanh ná như là nành xá. Skill đặc biệt: biến đổi vật chất. Những cá nhân xuất chúng này từ hôm nay sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ và dẫn dắt con người tới văn minh. Intro huyền thoại bắt đầu chạy, đưa người xem tới London của hiện tại với Eternal Cersei, nay là một giáo viên, và hẹn hò với một người trần mắt thịt tên là Jon Snow. Dù yêu nhau, nhưng anh này vẫn chẳng biết cái mẹ gì về Cersei. Cơ mà chuyện này cũng không quan trọng, vì thành phố London đột nhiên rung lắc dữ dội. Cersei dự cảm có một điều gì đó không hề sữa đậu nành đang ngập tới, chính là lũ Deviant. Tối hôm ấy, trong lúc Cersei đang đi dạo với Sprite và Jon Snow, thì cả bà bất ngờ bị một con Deviant tấn công. Tình huống nguy cấp, Cersei buộc phải triển khai phép thuật trước mặt người yêu, biến đất thành bùn lầy, rồi đóng băng để giữ chân con quái thú. Cơ mà lạ nhờ, con của nợ này khỏe thật đấy, khiến Sprite không muốn dùng phép thuật cũng không được. Cô bắt đầu phân thân cả chính mình lẫn Cersei để đánh lạc hướng con Deviant, nhưng lũ Deviant ngu si ngày nào nay lại khôn đột biến, phát hiện ra Sprite thật và tóm lại bằng xúc tu. Bất chợt, bóng ngoài đó nhẹ nhàng vụt qua, đẩy văng con quái thú ra chỗ khác. Oh shit, đó chính là Rob Stark. Ngay lập tức, anh bắn ra một luồng tia năng lượng giống của Cyclops trong X-Men, nhưng mà màu vàng. Nhưng bất ngờ chưa, con Deviant có khả năng tự hồi phục vết thương, một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Không những thế, thay vì ăn thịt con người như trước, lần này chúng chỉ nhắm vào các Eternal, cảm thấy có gì đó đéo ổn.
Cersei muốn tất cả Eternal tụ họp lại để bàn cách đối phó. Vậy tại sao những Eternal lại chia tách mỗi người một nơi? Để giờ lại phải mất công tụ họp? Câu chuyện bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước, khi nền văn minh loài người vẫn đang ở phiên bản beta. Các Eternal sống chung với con người như những người hàng xóm thân thiện, luôn giúp đỡ và cải thiện khoa học kỹ thuật, đưa con người lên những nấc thang cao hơn của sự tiến bộ. Góp phần lớn công sức trong quá trình ấy là Phatos. Eternal có khả năng chế tạo và phát minh ra những thứ tân tiến nhất trên đời, tuy hoàn toàn có thể can thiệp và giúp loài người phát triển thần tốc, nhưng ở đây các Eternal không làm thế, vì họ tin rằng loài người sẽ làm nên những thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Anyway, trong khoảng thời gian hàng ngàn năm đó, có những hạt giống đã nảy nở từ cằn cỗi và cũng có những mối tình đã nảy nở từ hư không. Icaris lỡ uống nhầm một ánh mắt của Cersei, cơn say bám theo anh cả đời. Năm 400, tại Gupta, hai người chính thức tổ chức lễ cưới trong sự hân hoan của tất cả các Eternal khác. Tôi vẫn nói là tất cả, không phải đâu. Nhìn cái biểu cảm này mà xem. Tuy nhiên, chuyện tình này không kéo dài lâu, hai người chia tay sau đó, vì Icaris đột nhiên đi mua sữa rồi không bao giờ quay lại nữa. Anyway, chuyện yêu đương của cả hai tạm thời không bàn tới. Bàn tới con người đấy, con người nhá. Với sự đồng hành âm thầm của các Eternal, quả nhiên đã tiến bộ vượt bậc, nhưng cũng không phải theo hướng tích cực. Nhờ tiến bộ trong khoa học, các vũ khí bắt đầu chết chóc hơn, những cuộc xung đột biến tướng thành diệt chủng và những cuộc cãi vã giữa các Eternal cũng bắt đầu xảy ra. Druig đặt dấu hỏi lớn về sứ mệnh thực sự của các Eternal. Rõ ràng anh có thể điều khiển tâm trí mọi người để dừng chiến tranh lại, nhưng theo lệnh thì lại không được can dự vào chuyện của loài người. Liệu đó có thực sự là giúp loài người tiến bộ hay không? Druig không thể mù quáng chấp nhận những mệnh lệnh vô lý ấy nữa, nên anh dỗi và quyết định rời nhóm và tự mình hàn gắn những xung đột của loài người. Chuyện nội bộ Eternal chưa dừng lại ở đó. Thina mắc một hội chứng tên là Mad Weary, khiến cô thi thoảng sẽ gặp ảo giác và trở nên mất kiểm soát. Lý do vì sao thì lát nữa sẽ rõ. Hiện tại, Ajax ngỏ ý muốn xóa toàn bộ trí nhớ của Thina để ngăn chặn nguy cơ một ngày nào đó cô lỡ tay giết chết mọi người. Thế nhưng Thina không muốn mình mất trí nhớ giống như chi dân. Thế nên Saitama Gilgamesh đã lên tiếng chịu trách nhiệm coi chừng và chăm sóc Thina ở một địa điểm xa xôi hẻo lánh nào đó. Nhận thấy cuộc vui đã tới lúc tàn, lũ Deviant lúc này cũng đã biến mất được một thời gian dài, nên Ajax đã cho phép mọi người được sống cuộc đời riêng, không phải nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai nữa. Và đó là lý do các Eternal tan đàn xẻ nghé. Trở lại với hiện tại, bộ ba Cersei, Icaris và Sprite đang trên đường tới Nam Dakota để tìm gặp Ajax. Thế nhưng khi tới nơi, Cersei lại phát hiện thủ lĩnh của mình đã chết từ lúc nào. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra, viên ngọc thủ lĩnh bất ngờ chui ra từ người Ajax rồi nhập vào người Cersei, đưa cô đến gặp Arishem trong thoáng chốc rồi trở lại. Điều này có nghĩa là Cersei đã được Ajax chọn để làm người kế nhiệm, gánh trọng trách dẫn dắt các Eternal còn lại. Hành trình lại tiếp tục và điểm đến tiếp theo chính là Mumbai, nơi Kingo đang tận hưởng hào quang của một siêu sao Bollywood. Nghe tin Ajax đã bị giết hại và lũ Deviant đã trở lại, Kingo ngay lập tức bỏ ngang công việc để tham gia cùng những homie của mình. Tất nhiên không quên đem theo cameraman tên là Karun để quay một series vlog giải cứu thế giới. Thời gian không còn nhiều nên tất cả nhanh chóng di chuyển tới Úc để gặp hai người bạn cũ. Hello Kitty Gilgamesh và Thina vẫn đang chầm kẽm, dù đã qua nhiều năm nhưng căn bệnh của cô vẫn thế. Tuy nhiên, thật may là cô luôn có Gilgamesh bên cạnh nên căn bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Qua lời kể của Gilgamesh thì Thina dường như có một ký ức nào đó về một hành tinh tên là Century 6. Thina từng sống ở đó cho tới khi hành tinh ấy bị xé toạc ra bởi một thực thể khổng lồ. Tất cả sinh vật trên hành tinh ấy đều chết. Các ông hãy nhớ kỹ chi tiết này. Đây sẽ chính là mấu chốt của phim ở phần sau. Để hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra, Cersei quyết định tìm tới Arishem tối cao. Và thế là cô biết được một sự thật động trời đã bị giấu kín trong suốt hàng triệu năm qua. Thì ra sứ mệnh thực sự của các Eternal chính là dọn sẵn đường cho một sự đột sinh được diễn ra. Cụ thể, mỗi 1 tỷ năm trôi qua, các Celestial mới sẽ phải được sinh ra. Các hạt giống sẽ được phân tán khắp các hành tinh trong vũ trụ. Trái đất vô tình được chọn làm hành tinh chủ của một Celestial tên là Tiamat. Để hạt giống phát triển, Tiamat cần một lượng lớn năng lượng từ cuộc sống thông minh của loài người. Loài Deviant ngăn chặn điều này bằng cách ăn thịt các giống loài bậc cao. Và đó là lúc các Eternal được cử tới để trừ khử. Nhờ đó mà dân số loài người hiện nay đã đạt đủ KPI để Celestial Tiamat hấp thụ và ra đời. Sự hy sinh của loài người trên trái đất về cơ bản là để phục vụ một mục đích cao hơn, vì vũ trụ là sự trao đổi năng lượng liên tục. Các Celestial sau khi được sinh ra sẽ dùng năng lượng bản thân hấp thụ được để tạo ra mặt trời và những điều kiện sống khác cho các ngân hà mới được hình thành. Nếu không có sự sinh ra của các Celestial, cả vũ trụ sẽ rơi vào bóng tối, tất cả sự sống sẽ biến mất hoàn toàn. Có một điều Ajax chưa bao giờ kể, bà đã trải qua nhiều lần đột sinh và đỡ đẻ cho rất nhiều Celestial ra đời. Và càng bất ngờ hơn nữa, chủng tộc bất tử hóa ra không hề tới từ một hành tinh nào trong hệ mặt trời cả. Tất cả đều là sản phẩm được tạo ra và lập trình bởi các Celestial tối cao tại một hành tinh tên là Warforged, nơi đây cất giữ ADN và trí nhớ của từng cá thể Eternal. Và bất ngờ chưa, Deviant cũng là một sản phẩm được tạo ra bởi Celestial. Ban đầu chúng được cử xuống hành tinh chủ để ăn thịt các giống loài săn mồi nguy hiểm, tạo điều kiện cho cuộc sống thông minh phát triển. Thế nhưng do một vài lỗ hổng trong lập trình, chúng đã tiến hóa
và bắt đầu ăn thịt cả con người. Do không thể kiểm soát được các Deviant, nên các Celestial tối cao đã tạo ra Eternal, một giống loài không thể tiến hóa và nghe lời hơn. Tóm lại, Eternal về cơ bản là những người máy cấp cao, và sau mỗi nhiệm vụ sẽ bị xóa hết trí nhớ để bắt đầu một sứ mệnh mới. Căn bệnh Mad Weary của Thina thực chất cũng chính là do trí nhớ chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Nó gợi lại cho cô những đau thương mất mát của những sứ mệnh trước đó. Cảm thấy sự đột sinh là một hành động quá dã man và tàn bạo, Cersei ngỏ ý muốn cùng các Eternal khác ngăn chặn sự đột sinh cho tới khi tìm được cách đỡ đẻ bớt đau đớn hơn. Thế nên nhiệm vụ trước mắt là đoàn tụ với các thành viên khác đã. Cả đội lập tức di chuyển tới rừng Amazon để tìm Druid. Thế nhưng anh trai này có vẻ khá là ương bướng, nên cuộc bàn bạc trắng đi tới đâu. Đúng lúc này lũ Deviant xuất hiện và tấn công ngôi làng của Druid. Trong lúc chiến đấu, Gilgamesh dù không phải Peter Parker nhưng vẫn không may bị giết bởi một con Deviant có xúc tu. Nó hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Gilgamesh rồi bỏ đi. Số lượng Eternal ngày càng giảm, thời gian thì không còn nhiều. Cả nhóm đưa tiễn Gilgamesh xong thì lập tức lên đường để tìm Phastos, mảnh ghép quan trọng nhất của kế hoạch sắp tới. Tuy nhiên, sau những gì xảy ra tại Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945, Phastos đã không còn niềm tin vào bản thân nữa. Anh vô cùng hối hận khi phát minh của mình đã tiếp tay cho con người tiêu diệt nhau. Ở hiện tại, Phastos đã lập gia đình với một người bạn đời cùng giới, cả hai cùng nhận nuôi một đứa trẻ, gia đình ngập tràn hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới việc chỉ vài ngày nữa thôi, gia đình nhỏ của anh sẽ tan biến vì sự đột sinh, Phastos lập tức đổi ý và chấp nhận tham gia vào kế hoạch của cả đội. Quả nhiên là bề nguyên tinh thần của Dawn Family. Cả đội di chuyển ngay trong đêm tới Iraq để làm gì? Tất nhiên là để triệu hồi con tàu Domo, căn cứ quân sự của các Eternal. Makari đã ở đây suốt từng ấy năm. Spoil, chị này và Druid thích nhau. Vậy là đã đủ các thành viên. Phastos bắt tay ngay vào công việc. Chuyện là Druid không thể nào điều khiển tâm trí của một Celestial được. Để làm được điều đó, cần có sự giúp sức của tất cả các Eternal còn lại. Chính vì thế, Phastos muốn tạo ra những chiếc vòng tay Unimind để kết nối tất cả. Thế mà tình hình nó lại như này. Icarus không hề tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ. Cách đây không lâu, anh có một cuộc gặp bí mật với thủ lĩnh Ajax. Hóa ra anh đã biết rõ về sự đột sinh từ lâu và rất vui lòng với việc trái đất sắp bị hủy diệt. Tuy nhiên, Ajax thì khác, bà đổi ý, muốn làm trái lệnh của Arishem. 5 năm trước, Thanos búng tay bay một nửa dân số vũ trụ, trực tiếp trì hoãn sự đột sinh của Tiamat. Thế nhưng, chính những con người của trái đất đã đem tất cả trở lại bằng một cú búng tay. Trong khoảng thời gian 5 năm bay màu ấy, Ajax đã hòa mình vào cuộc sống con người và bà đã đem lòng yêu hành tinh này từ lúc nào không hay. Chính vì thế, Ajax muốn tụ họp tất cả các Eternal lại để ngăn chặn sự đột sinh không cần thiết này. Thế nhưng, chưa kịp thông báo cho ai thì Ajax đã bị Icarus dụ tới Alaska, không phải để tìm Khoa Park hay để tránh sát thủ, mà là để phản bội. Icarus vì không muốn trái lời Arishem tối cao nên đã đẩy Ajax xuống chỗ bọn Deviant. Tuy là chỉ huy, nhưng Ajax không có sức mạnh để chiến đấu, nên bà đã bị lũ Deviant giết một cách dễ dàng và hấp thụ sức mạnh. Đó cũng chính là lý do vì sao mà con Deviant ở đầu phim lại có khả năng tự chữa lành vết thương. Sau đó, Icarus đem xác của bà về Dakota để dựng hiện trường giả, lừa dối Cersei và Sprite. Trở lại với hiện tại, sự kiện đột sinh chính thức bắt đầu. Makari liền chạy vòng quanh thế giới để tìm địa điểm đột sinh. May mắn là nó ở ngoài biển nên sẽ tạm thời chưa ảnh hưởng đến dân thường. Đúng lúc này, Icarus chơi bài ngửa luôn, lộ diện bản chất thật trong sự ngỡ ngàng của tất cả các Eternal khác. À, hóa ra mày là sói. Icarus cảnh báo mọi người, nếu tiếp tục ngăn chặn sự đột sinh, anh sẽ giết chết tất cả. Không hiểu vì rén hay vì gì, Sprite nước giải khát bất ngờ đổi phe, đi theo Icarus. Kingo tuy không theo phe Icarus nhưng cũng giơ tay xin rút lui. Chỉ với 5 người ít ỏi còn sót lại, cả đội vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch đã đề ra. Nhưng lần này, Cersei sẽ phải là nhân tố gánh team, vì thiên cầu trong người cô chính là thứ có thể liên kết các Eternal. Xong xuôi, tất cả bắt đầu lên đồ để tới địa điểm đột sinh. Theo kế hoạch, Thina sẽ cầm chân Icarus một khoảng thời gian. Trong lúc đó, các Eternal còn lại sẽ hợp sức cùng Druid du ngủ Tiamat. Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại khi Icarus kịp thời phá đám, thấy người yêu bị bắt nạt. Makari đánh cho Icarus hiểu tiếng của người khiếm thính luôn. Mấy cái cảnh choảng nhau của Makari trông tương đối là phê đấy. Đéo chán như anh tốc biến hay anh bạc nhanh nào đó. Anyway, kế hoạch A đã thất bại, cả đội chuyển qua kế hoạch B. Tất cả sẽ cầm chân Icarus để cho Cersei đi và tìm cách hóa đá Tiamat. Cùng lúc này, Thina tìm thấy con Deviant đã giết hại Gilgamesh và thành công trả thù cho anh. Trở lại với Cersei, lúc này Tiamat đã bắt đầu trồi lên. Cersei bắt đầu vận hết sức đóng băng toàn bộ bề mặt. Trong lúc đó, Icarus gồng mình thoát khỏi xích chói của Phastos rồi bay tới chỗ Cersei hòng ngăn cản cô. Thế nhưng anh lại đéo chiến thắng được con đĩ tình yêu trong trái tim mình. Thôi nào anh trai, lỡ chén con nhà người ta rồi thì nghe lời người ta tí đấy.
Cersei bắt đầu thực hiện nghi thức Unimind, kết nối toàn bộ các Eternal. Icaris không còn cách nào khác cũng đành thuận theo ý Crush. Với sức mạnh của Unimind, Cersei đã thành công ngăn chặn sự ra đời của Tiamat, tạo nên một kỳ quan hùng vĩ giữa lòng Ấn Độ Dương. Kết thúc trận chiến, Icaris quyết định rời đi, lao thẳng vào mặt trời tự kết liễu chính mình. Sprite cầu xin Cersei dùng chút sức mạnh còn sót lại để biến mình thành một con người thật sự. Xong game, ai về nhà nấy, Cersei lại tiếp tục hẹn hò với Jon Snow, người đến giờ vẫn chưa biết gì cả. Đột nhiên, trên bầu trời, Arishem xuất hiện để hỏi tội các Eternal. Tuy nhiên, để công bằng nhất, ông tạm tha cho loài người và sẽ xét thêm thông qua ký ức của các Eternal rồi mới đưa ra quyết định có nên trừng phạt loài người và các Eternal hay không. Trong một diễn biến khác, Thina, Druig và Makari đã lên con tàu đồ mồ để tìm kiếm các Eternal khác trong khắp vũ trụ và bất ngờ là có hai vị khách không mời mà đến. Đó là Pip the Troll và bồ cũ của Taylor Swift, Harry Tạo Kiểu, aka Eros, anh trai của Thanos. Eros dường như không chỉ biết kế hoạch của Arishem mà còn biết rằng các Eternal khác đang gặp rắc rối. Có thể đây chính là câu chuyện của phần 2, bởi vì trong đoạn after credit thứ 2, Jon Snow tò mò mở chiếc gương mà gia tộc để lại, rồi phát hiện ra thanh kiếm Ebony Blade huyền thoại. Dành cho những ai chưa biết thì Ebony Blade chính là vũ khí của Black Knight, một nhân vật có tiếng trong Marvel Comics. Rất có thể Jon Snow sẽ thừa kế thanh kiếm và trở thành Black Knight trong phần 2. Chưa hết, lúc mở chiếc hòm ra, một giọng nói đã vang lên, hỏi anh đã sẵn sàng để cầm thanh kiếm đó chưa. Theo lời của đạo diễn Chloe Zhao thì đây chính là giọng nói của Blade, một nhân vật khá hay ho, sắp có phim riêng cho mình trong thời gian tới. Ok, và trên đây là toàn bộ nội dung của Eternal, chủng tộc bất tử.